Chào toàn thể anh em. Và hôm nay thì trời thời tiết rất là đẹp, nắng ráo, vừa mưa vừa nắng. Và hôm nay thì em rảnh rỗi cho nên em quay video để chia sẻ cùng anh em. Và đây là cây sim rừng. Đấy. Để quay xa cho anh em của chúng ta cùng nhìn nhé. Đấy. Và đây nữa. Đấy. Và đây nữa. Và đây nữa. Và đây nữa. Tại đây là em quay những cái tán thôi nhá. Đó. Đây những tán cây sim rừng. Đấy, và đây. Đây nữa. Và đây nữa. Em quay cái gốc như kia là những cái gốc được trồng, những cái cây được trồng vào những cái gốc như thế này nhá. Có thể là bầu túi bóng hoặc là bầu vải, nhưng được trồng trong bầu anh chị em ạ. Cho nên đó là những lý do làm sao cây rất là khỏe, vận chuyển ổn định, không bị chết. Đây. Đó. Đấy, được trồng ở những chậu như thế này anh em này. Sau đó mình sẽ xếp nó ra. Đấy. Thì trung bình những cái cây tán như thế này ấy, nó tùy theo loại anh em ạ. Có loại được cao 50 cm, có loại cao 60, 70, 80, thậm chí là cao 90 đến 1 m. Và tay tuyệt vời đấy là chiều cao. Còn về cái tán thì nó sẽ từ 30 40 cm, trung bình 30 đến 40 cm. Đấy là cái tán trung bình. Còn đều đều của nó có cả những cái tán 25 cm rồi 50 cm vẫn có. Cái điều quan trọng hơn là khi anh em của chúng ta chơi cái cây này thì nó ít rụng lá. Mà một trong những đặc trưng chơi cây cảnh cũng là để duy trì độ đẹp cũng như là không khí mát mẻ, thì theo mình, đấy là theo cá nhân mình ấy, thì cây ít rụng lá là một những cây thích hợp. Mình sẽ không tính những cái cây mà dòng lá kim hay là dòng kêu ơi mù không lá nhé. Đấy. Vậy nếu nhiều lá mà ngày nào cũng rụng thì nó cũng là một trong những thứ nó gây ra nhiều cái chúng ta phải quét rác hàng ngày. Đây là cây nó như thế này. Đấy. Cây đây. Đấy, cây đây đúng không ạ? Đây, tán đây. Tán nó to như thế này cơ mà. Đấy. Nên quý anh em của chúng ta cứ gọi điện ngay vào số điện thoại 081 997 2997 để bên mình sẽ tư vấn ship hàng tới tận nơi cho quý anh chị em. Đấy, cây đó rất là nhiều luôn. Và điều quan trọng hơn nữa là anh em nếu xem video này thấy thích thì hãy đăng ký để ủng hộ nhà vườn nhé. Đây, nhà vườn có hàng nghìn cây với nhiều chủng loại và nhiều dòng khác nhau, từ loại chậu to thế này cho tới loại để trồng rừng, những cái cây mà nó cao 20-25 cm cũng có, mà cây mà nhỏ hơn mà cứ gọi là bầu bát ấy, bầu nó to bằng cái bát của mình ấy, trong miền Nam gọi là cái chén ấy, thì mình cũng có nhá. Còn cái bầu này thì nó to như cái tô phở của chúng ta ấy, này to như tô phở này, đấy thấy không, to như tô phở luôn. Nên anh em của chúng ta cứ yên tâm, tất cả các vùng miền của chúng ta trên Việt Nam, lãnh thổ Việt Nam đều phù hợp nhá. Đấy.